Chị Nguyễn mến chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bình Chánh mới nhất của Triều Nguyễn. Thì hôm nay Triều Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình với một cái mẫu nhà sổ hồng riêng nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì với ngôi nhà của mình là diện tích là ngang 4m, hai chạy dài vô là 9m nha quý anh chị. Thì cái ở đây á, từ cái vị trí ngôi nhà của mình di chuyển ra ngay ngã ba Tân Kim thì mình di chuyển mất tầm khoảng chỉ có 300m tới 400m thôi nha quý anh chị. Đó. Thì ở đây mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình di chuyển mất tầm khoảng 25 đến 30 phút, quá là tuyệt vời. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng. Đường trước nhà của mình là đường bê tông rộng khoảng 4 đến 5m. Rất là thông thoáng. Ở đây á, thì gió rất là mát luôn nha quý anh chị. Đứng ở đây review quá. Gió cứ thổi hoài hiu hiu, nó rất là mát mẻ luôn. Thì xung quanh đây nè quý anh chị thì bên em khu đất này thì được bên đơn vị của em đã phân lô ra từng nền và bán hết rồi. Đó. Thì hiện tại á, nhà nước đang bị siết xây dựng nên khu này chưa xây cắt được nhiều. Đó, bên em chỉ có mới xây có khoảng 6 căn, bên đây là 6 căn nha quý anh chị. Nó có 6 căn này, còn nguyên khu này là nó có tầm khoảng là 80 nền nhưng mà bán full bít hết rồi. Khoảng hết năm nay mà nhà nước không siết xây dựng nữa thì cái khu này được xây cắt lên. Rồi, rất là đông luôn nha quý anh chị, nó rất là đông vui luôn. Nếu mà cái khu này xây cắt lên á là nhà của mình nó sẽ lên giá uy vu luôn, quá là tuyệt vời. Thì ở đây gọi là ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đó, thì với diện tích là ngang 4m2, dài vô là tặng vô là 9m, thiết kế là một trệt một lầu. Nó có 2 phòng ngủ và một cái không gian phòng khách, có một cái không gian bếp, nó có 2 nhà vệ sinh. Nó được bán với mức giá đúng 1 tỷ 260 triệu thôi nha quý anh chị. Đúng 1 tỷ 260 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một ngôi nhà rộng rãi và thông thoáng luôn, sổ hồng riêng. Căn này ngân hàng có thể hỗ trợ mình vay 50% luôn nha quý anh chị. Đường xá thì ống cống hạ tầng đầu lắp đặt bài bản hết rồi. Về đây cô chú anh chị mình cứ an tâm, không sợ mưa nước nó ngập, nó tràn hoặc là nó bị ngạt ống cống nha quý anh chị. Thì ở đây á, thì cũng được cái căn này thì là được cái anh ở quận 8. Hồi lúc trước á, ảnh mua nhưng mà lâu lâu ảnh chỉ về chơi một lần thôi. Hiện tại thì ảnh có nói là ảnh có bên vay vốn bên ngân hàng, ảnh đang kẹt lãi nên ảnh cần bán gấp để ảnh tháo hạn ngân hàng để cho nó nhẹ đi một cái gánh nặng nha quý anh chị. Thì ảnh để lại một mức giá khá là mềm luôn, chỉ có 1 tỷ 260 triệu thôi. Đó, khá là tuyệt vời. Thì ở phía ngoài này là ảnh cũng đã làm một cái máy hiên di động đó quý anh chị. Nó quay tay nha. Thì sướng rồi nên mà chị Nguyễn không có quay được cái mặt diện ngoài. Thì trên hình thumbnail chị Nguyễn cũng đã có để cái hình mặt diện ngoài rồi nha quý anh chị. Đó, thì như quý anh chị mình cũng đã dập chút màn hình. Đó, thì nhìn xung quanh đó, ở đây rất là mát mẻ nha. Và ngôi nhà của mình là có một cái hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Đó, hướng Tây Bắc thì nắng chiều rất là tốt và rất là mát mẻ luôn. Đó, thì ở mặt diện ngoài thì cũng được bên chủ nhà người ta đó làm lót cho mình là gạch đá bóng kính khỏi mưa 60 x 60, càng lau càng bóng nha quý anh chị. Ở ngoài này thì cũng đã được chủ nhà ảnh rất là sạch sẽ nha, ảnh lót gạch chống trơn trượt cho mình. Đó, nhìn khá là sang luôn. Bước vào trong nữa là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nha quý anh chị, và kính là kính cường lực, có để sẵn rèm cho mình rồi nha gia đình. Nó khá là tuyệt vời. Và đây là cái không gian phòng khách. Phòng khách của mình cũng rất là rộng rãi và thông thoáng nha quý anh chị. Đó, cái phòng khách thì được lót gạch là khổ 50 x 50, đá bóng kính và được ốp lát lên tặng khoảng 1m2 cho gia đình mình. Thì ở trên trần là trần lao phong thạch cao nguyên khói, có đèn lò và đèn thức hai đầy đủ thắp sáng hết ngôi nhà của mình rồi nha quý anh chị. Thì phía này là bên chủ nhà có để lại cho mình là những cái bức tượng bằng gỗ nha. Đó, tượng phúc lộc thọ khá là tuyệt vời. Đó, mua nhà được tặng lộc phúc lộc thọ luôn. Thì ở khu này có làm cho mình là một cái bậc tam hoa này quý anh chị. Về quý anh chị mình cũng có thể trưng bày thêm những hoặc là mình làm thêm một cái tủ dược hợp ở khu không gian này. Nó giúp cho cái phòng khách mình nó sẽ sang hơn nha quý anh chị. Ở phía này thì cũng được lót đá nổi lên trên, lên cao rồi nha, khoảng 1m3, 1m4 rồi, rất là sạch sẽ và thông thoáng luôn. Thì bước xuống nữa là không gian nhà bếp nha quý anh chị. Đây là không gian nhà bếp. Thì không gian nhà bếp này cũng khá là rộng nha. Thì anh chủ nhà cũng hay thường đi tới lui khu vực này nên ảnh có sắm một số đồ lên trên khi mà ảnh giao nhà cho mình. Thì những vật dụng này thì ảnh sẽ dọn đi hết nha quý anh chị. Và đây là cái không gian bếp được thiết kế theo chữ L nha quý anh chị. Mặt đá là mặt đá hoa cương, có tủ bếp dưới. Đó, thì có bầu máy nắp 304 nữa nè, nó chống rỉ sét, chống hao mòn. Thì không gian này có để sẵn một vòi nước ra và vòi nước vô để mình có thể tận dụng mình để một cái máy giặt ở không gian này nha quý anh chị. Thì đây là không gian nhà vệ sinh. Không gian nhà vệ sinh á, thì được đặt ở chính giữa ngôi nhà của mình, ở dưới chân cầu thang á quý anh chị, giúp cho ngôi nhà mình nó sẽ tiết kiệm không gian rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Thì ngôi nhà này được anh chủ đang kêu bán với mức giá đúng 1 tỷ 260 triệu nha quý anh chị, vẫn còn bớt cho mình chút xíu lộc đó, lấy lộc lâu năm may mắn nha quý anh chị. Thì ở đây là từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển ra ngay ngã ba Tân Kim á, thì khoảng là 300m tới 400m thôi đó, đi ra thị trấn Cần Giuộc thì mất tầm khoảng là mình đi khoảng là 3 phút mình đi xe máy nha quý anh chị. Đó, thì ở đây mình đi tiện ích xung quanh như là trường học, cấp 1, cấp 2, thế giới di động, điện máy xanh, bách hóa xanh, thì mình đi trong vòng bán kính khoảng là 500m thôi là đã có đầy đủ tiện ích để phục vụ đến quý anh chị mình rồi. Và ngôi nhà của mình được bán với mức giá là 1 tỷ 260 triệu nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình đi cùng chị Nguyễn mình lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Tìm đâu ra căn nhà thứ hai sổ hồng riêng với diện tích là ngang 4m, dài 4m2 nha quý anh chị, dài vô là 9m. Sổ hồng riêng nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, thì được bán với mức giá đúng 1 tỷ 260 triệu nha quý anh chị. Đó, quá là tuyệt vời với mẫu nhà này luôn. Thì ngôi nhà này được ngân hàng có thể cho vay 50% luôn nha quý anh chị. Thì đây là cái tầng trên của mình, được thiết kế là 2 phòng. Đây là cái phòng đầu tiên của gia đình mình nha quý anh chị. Đó, đây thì cũng khá là rộng, có màn rồi có cửa sổ ở khu vực này nha. Đó, thì ở đây trên là trần thạch cao nguyên khối nè, có đèn thức hai và đèn ngủ đầy đủ để thắp sáng hết cái ngôi phòng của mình rồi. Và cửa của mình là thì sẽ cửa gỗ nha quý anh chị. Thì kế tiếp nữa là không gian nhà vệ sinh. Đó, không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện nghi để về cho gia đình mình sự sinh hoạt hàng ngày nha quý anh chị. Và đây là cái phòng thứ hai của gia đình mình. Đây, cái phòng thứ hai thì cũng thiết kế mẫu mã thì cũng y chang như nhau nha quý anh chị. Được cái là có một cái ban công ở phía ngoài. Đó, mình mở cửa mình lấy gió từ ngoài vào nên giúp cái nhà mình rất là mát mẻ luôn. Thì đứng đây á, thì nhìn nhà cửa thì nó cũng ở khá là đông rồi nha quý anh chị. Đó, ở đây thì khu vực khá là đông rồi. Cái phía trước này thì bên chị Nguyễn đã phân lô bán hết rồi nha quý anh chị. Đó, nên sau này mà có cắt nhà lên là khu vực này rất là đông vui luôn nha. Ở đây thì nhà thì cũng san sát nhau thôi nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống phía dưới để chị Nguyễn nói lại vị trí và chính xác, vị trí và giá chính xác để gửi đến quý anh chị mình nha. Thì nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được chị Nguyễn quay từ tầng trệt lên tới tầng lầu rồi. Thì bên chị Nguyễn có quay thiếu sót gì cũng mong quý anh chị mình thông cảm bỏ qua. Thì trên mình xem trên chiếc màn hình trên điện thoại hoặc là xem trên tivi thì cái màn hình nó rất là nhỏ. Thì nếu mà cảm thấy quý anh chị mình cảm thấy căn nhà này hợp với mình, vừa túi tiền với mình, hợp hưởng với mình, thì quý anh chị mình cũng có thể gọi ngay cho chị Nguyễn qua số điện thoại chị Nguyễn có để ở trên màn hình á. Thì mình xuống nó xem thực tế thì nó sẽ hay hơn là mình xem qua cái chiếc điện thoại nha quý anh chị. Thì cái căn nhà này với diện tích là ngang 4m2, dài vô là 9m, được thiết kế là 1 trệt 1 lầu, nó có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, có một cái không gian phòng khách rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Thì được bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 260 triệu thôi, sổ hồng riêng, ngân hàng có thể cho mình vay 50% giá trị căn nhà nha quý anh chị. Từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình, thì mình di chuyển mất tầm khoảng 25 đến 30 phút thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi. Đó, thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn, Kim Trâm làm việc là nhà thật, giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của với anh chị mình đi xem nhà nha. Thì chị Nguyễn có quay căn này thì bên chị Nguyễn có báo giá tổng trên video và báo giá tổng và giá chính xác để gửi đến quý anh chị mình rồi nha. Thì chỉ cần thanh toán đúng 1 tỷ 260 triệu thôi là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một căn nhà rộng rãi và thông thoáng rồi nha. Bên chị Nguyễn cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất chính chủ. Nếu quý gia đình nào có cần bán nhà hoặc bán đất thì cứ liên hệ cho chị Nguyễn, chị Nguyễn sẽ xuống review để bán giúp cho gia đình mình bán mau hơn nha. Thì giờ chị Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video của chị Nguyễn. Thì giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.